Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hương Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Trong phiên xét xử bà Trương Mỹ Lan và các đồng phạm, tiếp tục phần bào chữa của các luật sư. Bào chữa cho bị cáo Lưu Quốc Thắng, nguyên trưởng ban kiểm soát ngân hàng SCB, luật sư trình bày, trong thời gian làm việc tại SCB, bị cáo phát hiện rất nhiều sai phạm nên đã làm hàng chục báo cáo tình hình hoạt động, nêu các kiến nghị để hội đồng quản trị chỉ đạo các chi nhánh, phòng ban liên quan giám sát chặt chẽ nguồn vốn, nguồn trả nợ của khách hàng nhưng không được hội đồng quản trị SCB xem xét. Ngoài ra, quá trình công tác bị cáo còn chủ động đề xuất phải xem xét lại tiến độ thực hiện một số dự án, bất động sản là tài sản đảm bảo cho các khoản vay để kịp thời phát hiện những sai sót trong ngân hàng. Bị cáo còn có ý kiến văn bản báo cáo gửi hội đồng quản trị xem xét, định giá tài sản, giá trị tài sản thực tế nhưng không được xem xét, hoặc báo cáo về việc một số khoản vay có giá trị tài sản đảm bảo được định giá cao hơn thực tế. Ban kiểm soát đề nghị xem xét, định giá lại phù hợp, đề nghị khách hàng bổ sung tài sản đảm bảo. Vì vậy, luật sư mong hội đồng xét xử xem xét lại hành vi của bị cáo thắng về cáo buộc buông lỏng quản lý, không ngăn chặn kịp thời để Trương Mỹ Lan rút của SCB hơn 344.000 tỷ đồng. Luật sư cho rằng, buộc bị cáo thắng chịu trách nhiệm số tiền thiệt hại lớn như vậy không hợp lý. Bị cáo thắng biết sai phạm nhưng thiếu bản lĩnh để báo cáo lên cơ quan công an hoặc cơ quan cấp cao hơn để xử lý những sai phạm tại SCB. Trong quá trình công tác, bị cáo thắng có nhiều thành tích, được tặng nhiều bằng khen đã nộp khắc phục hậu quả 300 triệu đồng. Đồng thời, luật sư cho biết bị cáo thắng có nhiều tình tiết để được xem xét giảm nhẹ. Từ tháng 2 năm 2022, bị cáo thắng phát hiện bị ung thư tuy nhiên trong thời gian điều trị bệnh bị cáo thắng vẫn tiếp tục làm các văn bản báo cáo các bất thường tại scb với lãnh đạo ngân hàng đến nay bị cáo thắng bị ung thư giai đoạn cuối di căn qua nhiều bộ phận sức khỏe diễn biến rất xấu thời gian sống tính từng ngày từng giờ luật sư cũng cho biết bị cáo đang điều trị bệnh tại bệnh viện và không biết có còn sống đến ngày kết thúc phiên tòa hay không xin hội đồng xét xử xem xét miễn hình phạt cho bị cáo về trách nhiệm dân sự luật sư cho biết Hiện ba tài sản của gia đình bị cáo và ba sổ tiết kiệm của em ruột bị cáo gửi tại ngân hàng đang bị phong tỏa. Số tiền này là em ruột của bị cáo thắng gửi để nuôi cha mẹ già, không liên quan đến vụ án. Luật sư mong hội đồng xét xử tuyên gỡ phong tỏa để gia đình có tiền trang trải cuộc sống. Theo có buộc, bị cáo thắng làm việc tại ngân hàng thương mại cổ phần đệ nhất từ tháng 3 năm 1998, rồi tiếp tục công tác tại SCB cho đến nay, trải qua nhiều vị trí, chức vụ khác nhau, sau đó thay bị cáo Phạm Thu Phong giữ chức vụ trưởng ban kiểm soát SCB. Trong thời gian Lưu Quốc Thắng giữ vai trò trưởng ban kiểm soát SCB từ ngày 17 tháng 4 năm 2019 đến ngày 7 tháng 7 năm 2022, SCB đã phát sinh 438 khách hàng là các cá nhân, pháp nhân thuộc hệ sinh thái tập đoàn Vạn Thịnh Phát với 652 khoản vay tại SCB. Trong đó, các khoản vay của các khách hàng còn dư nợ đến ngày 17 tháng 10 năm 2022 là hơn 438.000 tỷ đồng. Cáo trạng xác định Lưu Quốc Thắng không thực hiện đầy đủ đúng chức năng, nhiệm vụ quy định của Ban kiểm soát và trưởng Ban kiểm soát trong quá trình SCB cấp tín dụng đối với nhóm khách hàng thuộc nhóm Trương Mỹ Lan nên đã không phát hiện, ngăn chặn kịp thời có biện pháp xử lý đối với các sai phạm của SCB trong hoạt động cấp tín dụng này, dẫn đến các khoản vay còn dư nợ đặc biệt lớn, SCB không có khả năng thu hồi nợ. Toán nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phiên xét xử đối với bị cáo Trường Mỹ Lan và các đồng phạm. Sau khi các luật sư hoàn thành việc bảo chữa cho các bị cáo, luật sư Nguyễn Minh Tâm tham gia bảo vệ quyền lợi cho ngân hàng SCB. Trong vụ án này, SCB được tòa triệu tập với cả hai tư cách bị hại và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Theo luật sư Tâm, đây là vụ án lớn nhất xảy ra trong lĩnh vực ngân hàng, gây tâm lý bất an cho những người gửi tiền, ảnh hưởng đến uy tín của ngân hàng SCB, các ngân hàng nói chung. Quá trình tái cơ cấu SCB được ngân hàng nhà nước giải quyết cho vay các khoản vay đặc biệt vì vậy SCB phải có trách nhiệm. Với tư cách bị hại, luật sư khẳng định, SCB không có ý kiến gì về tội danh của các bị cáo. SCB chỉ quan tâm vấn đề thu hồi tài sản khắc phục tối đa hậu quả của vụ án. Luật sư Tâm cho hay, ngày 26 tháng 3, SCB đã có văn bản kiến nghị hội đồng xét xử, xử lý đối với tài sản là bất động sản tại 127 Pasteur giao cho SCB toàn quyền sử dụng. Theo luật sư Tâm, SCB xác định số thiệt hại do bị cáo Trương Mỹ Lan và các đồng phạm gây ra, là hơn 760.000 tỷ đồng, gồm nợ gốc và nợ lãi của 1.284 khoản vay, tính đến ngày 5 tháng 3 năm 2024. Luật sư cho rằng, việc việc kiểm soát buộc bà Lan và các bị cáo liên đới bồi thường cho SCB số tiền hơn 677.000 tỷ đồng và 84.000 tỷ đồng là phù hợp. Cho rằng hậu quả mà bị cáo Lan và các đồng phạm gây ra cho SCB là rất lớn nên SCB đề nghị hội đồng xét xử toàn bộ 1.166 mã tài sản đảm bảo cho các khoản vay gồm bất động sản, cổ phần, cổ phiếu là vật chứng của vụ án cho SCB toàn quyền sử dụng khai thác. Đối với số tiền 1.000 tỷ đồng mà bị cáo Nguyễn Cao Trí giao trả cho bị cáo Lan và 5,2 triệu đô la Mỹ mà bị cáo Lan cho nhân viên hối lộ bị cáo Đỗ Thị Nhàn, luật sư đề nghị không nên tịch thu nộp ngân sách nhà nước. Bởi theo luật sư Tâm, đây là số tiền có nguồn gốc từ SCB nên cần thiết trả lại cho SCB. Phía SCB cũng đề nghị hội đồng xét xử giao toàn bộ tài sản đã kê biên thu hồi của các bị cáo cho SCB, bởi theo luật sư tâm, do thiệt hại của SCB rất lớn, toàn bộ số tiền này vẫn chưa đủ để khắc phục hậu quả. Bên cạnh đó, luật sư tâm cho rằng trong quá trình xét xử có nhiều bị cáo đã nộp tiền khắc phục hậu quả của vụ án, từ đó người bảo vệ cho bị hại đề nghị giao số tiền này cho SCB định đoạt. Trong vụ án này có tới 46 bị cáo từng công tác tại SCB, theo luật sư, đây là mất mát to lớn đối với ngân hàng nên mong hội đồng xét xử khi lượng hình phân hóa vai trò của từng người để có mức án nhẹ. Ngoài ra, SCB đề nghị hội đồng xét xử tiếp tục phong tỏa kê biên các tài sản của bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm, cùng các tổ chức có liên quan, giao cho SCB để khắc phục hậu quả. Luật sư cũng đề nghị hội đồng xét xử buộc bà Trương Mỹ Lan phải hoàn trả 300 tỷ đồng tiền cọc thuê nhà tại tòa nhà 19 Nguyễn Huệ, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Đã ký hợp thức hồ sơ 35 khoản vay gây thiệt hại cho SCB số tiền 9.637 tỷ đồng. Tự bào chữa, bị cáo Võ Triệu Lân cho biết, mức án mà Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đề nghị từ 5 đến 6 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng là quá nặng với bị cáo. Theo bị cáo Lân, giai đoạn tháng 6 năm 2014 khi nhận được hồ sơ khoản vay của 18 khách hàng tại dự án chợ vải, bị cáo rất băn khoăn và xin ý kiến hỗ trợ từ lãnh đạo SCB. Tuy nhiên, lãnh đạo SCB yêu cầu bị cáo phải ký chấp nhận cho vay nhằm hợp thức hóa các khoản vay, tái cơ cấu nợ cũ nên tiền không ra khỏi ngân hàng. Bị cáo nói, đây cũng là nhiệm vụ cấp bách cho việc tái cơ cấu. Nếu bị cáo không ký sẽ bị sa thải và cho rằng khi bị bắt, mỗi ngày bị cáo luôn gặm nhấm nỗi đau, tủi nhục của bản thân về hành vi sai phạm. Bị cáo Võ Triệu Lân xin hội đồng xét xử xem xét cho hoàn cảnh hành vi phạm tội của mình và mong được hưởng khoan hồng của pháp luật. Bào chữa cho bị cáo Lân, luật sư cho rằng cần đánh giá lại vai trò đồng phạm, giúp sức của bị cáo trong vụ án. Theo luật sư, các cá nhân thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát vay không đi theo quy trình thông thường mà SCB đề ra. Với vai trò là giám đốc chi nhánh, bị cáo Lân chỉ làm theo chỉ đạo của lãnh đạo SCB và muốn SCB được tái cơ cấu như bình thường. Quá trình làm việc, bị cáo Lân phát hiện ra nhiều bất thường của các khoản vay tại SCB nên đã từ chối ký. Do không hợp tác, bị cáo Lân đã không được nhận bằng khen, giấy khen nào từ SCB. Luật sư bào chữa cho bị cáo Lê Kiều Trang, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thẩm định giá ESIM, bị đề nghị 3 năm tù treo cho rằng vai trò của bị cáo trong chuỗi hành vi của vụ án là vai trò thứ yếu. Bị cáo hoàn toàn không biết các chứng thư mà mình thực hiện sẽ được sử dụng vào mục đích chiếm đoạt tài sản hay mục đích trái pháp luật. Còn luật sư bào chữa cho bị cáo Từ Văn Tuấn, phó giám đốc khối doanh nghiệp SCB, bị đề nghị từ 11 đến 12 năm tù cũng đề nghị hội đồng xét xử xem xét bị cáo thực chất cũng chỉ là nhân viên phải làm theo chỉ đạo. Trong khi đó, luật sư bào chữa cho bị cáo Mai Hồng Chín, cựu giám đốc phòng tái thẩm định SCB, bị đề nghị từ 9 đến 10 năm tù cho rằng bị cáo Chín chịu sự trực tiếp từ lãnh đạo SCB, bị cáo hoàn toàn không có biết liên hệ hay nhận sự chỉ đạo nào từ bị cáo Trương Mỹ Lan. Khi phát hiện những sai phạm của lãnh đạo SCB, bị cáo đã quyết tâm nghỉ việc vào tháng 8 năm 2019. Cũng tại phiên tòa, bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thị Phụng, nguyên phó cục trưởng cục thanh tra giám sát ngân hàng 2 cục 2, cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng ngân hàng nhà nước, luật sư cho rằng bị cáo chỉ thực hiện theo chỉ đạo của hai bị cáo Nguyễn Văn Hưng và Đỗ Thị Nhàn. Luật sư cho rằng cáo trạng quy kết bị cáo là tham mưu cho bị cáo Nhàn phạm tội, nhưng thực tế việc này không hề có. Luật sư dẫn chứng tại phiên tòa, bị cáo Nhàn cũng thừa nhận bị cáo chỉ đạo công tác thanh tra cho các thành viên nên điều đó chứng tỏ không có việc bị cáo Phụng tham mưu cho bị cáo Nhàn. Bị cáo sai ở chỗ là đã đồng ý sửa báo cáo thanh tra. Tuy nhiên, bị cáo đã khắc phục hậu quả, khai báo thành khẩn ăn năn hối cải, phối hợp cơ quan điều tra. Vì vậy, luật sư đề nghị hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Tự bảo chữa, bị cáo Bùi Tuấn Khoa, nguyên phó cục trưởng cục thanh tra giám sát ngân hàng 2, cục 2 trình bày. Quá trình được giao thanh tra khoản vay nhóm 71 khách hàng địa chỉ số 4 Nguyễn Thị Minh Khai, bị cáo đã báo cáo lãnh đạo chuyển sang cơ quan điều tra để có biện pháp ngăn chặn. Bị cáo mong hội đồng xét xử xem xét hoàn cảnh gia đình khó khăn, bị cáo đã thành khẩn khai báo, hợp tác với cơ quan điều tra để làm sáng tỏ vụ án. Bào chữa cho bị cáo Nguyễn Anh Tuấn, nguyên công chức vụ thanh tra giám sát các tổ chức tín dụng trong nước, vụ 1, cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng, ngân hàng nhà nước, luật sư cho rằng bị cáo là thành viên trẻ nhất, có xuất phát điểm thấp nhất, không giữ chức vụ gì. Bị cáo được đào tạo cơ bản về công nghệ và có năng lực nên khi tham gia đoàn thanh tra, đảm nhận báo cáo của các tổ, vì thế bị cáo nhận tập hợp và làm theo chỉ đạo. Vì vậy, luật sư đề nghị hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo được hưởng án treo. Trong phiên xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát và 85 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ngân hàng SCB và các đơn vị khác tiếp tục với phần bào chữa. Từ bào chữa, bị cáo Đỗ Thị Nhàn, cựu cục trưởng cục thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước nói dằn vặt, ân hận và xấu hổ với chính bản thân và gia đình, mong hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo được hưởng sự khoan hồng của pháp luật theo tinh thần nhân đạo, nhân văn. Bà Nhàn nói, bị cáo ăn năn hối cải, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra trong vụ án, mong tòa xem xét cho bị cáo hưởng mức án khoan hồng. Bà Nhàn cho rằng, khi bị tạm giam, bị cáo đã giảm 19 kg vì đau sót chưa tròn chữ hiếu với mẹ thì bị bắt, bị cáo xuất hiện những cơn đau tim liên tục, trại giam phải đưa đi khám bệnh, dần hồi phục được như ngày hôm nay. Bị cáo đổi thị nhàn bị viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đề nghị tuyên phạt chung thân về tội nhận hối lộ. Cáo trạng xác định trong thời gian thanh tra với tư cách là trưởng đoàn đã nhiều lần nhận tiền từ ngân hàng SCB thông qua Đinh Văn Thành, chủ tịch hội đồng quản trị đang bỏ trốn, Võ Tấn Hoàng Văn, cựu tổng giám đốc SCB và Nguyễn Nam Tuấn lái xe của Văn với tổng số tiền lên tới 5,2 triệu đô la Mỹ khoảng 118 tỷ đồng. Cụ thể, khoảng tháng 3 năm 2018, Thành và Văn ra Hà Nội lên phòng làm việc của bà Nhàn ở cơ quan đưa cho bà này một túi trái cây và một túi đần 200.000 đô la Mỹ. Đổi Thị Nhàn nhận tiền rồi mang cất ở nhà. Từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2018, giai đoạn dự thảo kết luận thanh tra, xin ý kiến các bộ ngành và sau đó ban hành kết luận thanh tra tại SCB. Văn và Nguyễn Nam Tuấn ba lần mang các thùng xốp đựng tiền đô la Mỹ để đưa cho đổi thị nhàn, tổng cộng 5 triệu đô la Mỹ. Sau mỗi lần đưa tiền tại nhà riêng, bà nhàn hỏi thì được cho biết tiền này là của Trương Mỹ Lan cảm ơn vì đã giúp và hỗ trợ SCB trong quá trình thanh tra, nhận tiền bà nhàn cho vào thùng khác cất giấu trong phòng ngủ. Khoảng tháng 12 năm 2022, đối thị nhàn chia số tiền thành hai phần, mang 2,6 triệu đô la Mỹ gửi nhờ tại nhà họ hàng ở thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định. Số tiền còn lại nhàn cho vào thùng sắt khóa lại mang sang nhà em trai cất trong phòng ngủ rồi khóa tủ và cầm chìa khóa. Bào chữa cho bị cáo nhàn, luật sư cho rằng khi đại diện viện kiểm sát luận tội đã ghi nhận cho cựu cục trưởng cục thanh tra bốn tình tiết giảm nhẹ, thế nhưng mức án đề nghị chung thân là quá nghiêm khắc và truy tố tội nhận hối lộ là không phù hợp. Theo luật sư, hành vi của các bị cáo trong đoàn thanh tra là một vòng khép kín. Các bị cáo khác trong đoàn thanh tra bị cáo buộc với vai trò đồng phạm về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Mức phạt cao nhất chỉ 15 năm tù, thế nhưng chỉ riêng nhàn bị truy tố tội nhận hối lộ có khung hình phạt cao nhất lên đến tử hình là quá cao, không công bằng đối với bị cáo. Do đó, luật sư đề nghị hội đồng xét xử xem xét lại về tội danh đối với bị cáo nhàn. Cũng theo luật sư, dù bị cáo nhàn nhận số tiền 5,2 triệu đô la Mỹ nhiều hơn so với các bị cáo trong đoàn thanh tra, nhưng đây không phải là căn cứ để định tội danh khác so với các bị cáo còn lại. Bên cạnh đó, bị cáo nhàn không chủ động gặp thỏa thuận bàn bạc đối với Trương Mỹ Lan để thực hiện công việc gì giúp cho Trương Mỹ Lan. Thời điểm nhận tiền đã kết thúc quá trình thanh tra, hoàn tất kết luận thanh tra, ý thức chủ quan khi nhận tiền là thụ động Điều này có thể coi trách nhiệm thanh tra của bị cáo đã hoàn thành. Việc chỉnh sửa số liệu trong dự thảo báo cáo kết quả thanh tra là do bị cáo nhận chỉ đạo. Ngoài ra, bị cáo có 4 tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn, ăn năn hối cải, tự nguyện khắc phục hậu quả, có thành tích trong công tác. Từ đó, luật sư mong tòa cho bị cáo hưởng mức án nhân đạo, nhân văn và khoan hồng, với mức án thấp hơn theo đề nghị của Viện Kiểm sát. Đồng thời, luật sư đề nghị tòa xem xét trả lại cho gia đình bị cáo đã nộp thừa số tiền để khắc phục hậu quả so với số tiền mà nhàn đã nhận hối lộ. Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Trương Mỹ Lan và 8 bị cáo khác trong vụ án liên quan đến tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Phiên tòa tiếp tục với phần bào chữa của các luật sư cho các bị cáo trong vụ án. Theo cáo trạng, bị cáo Lê Anh Phương đã gây thiệt hại cho SCB hơn 72.000 tỷ đồng bào chữa cho bị cáo Lê Anh Phương tại tòa, luật sư cho biết bị cáo Lê Anh Phương nhận chỉ đạo trực tiếp từ Nguyễn Phương Hồng, lúc đó là phó tổng giám đốc SCB, sau đó là bị cáo Trần Thị Bỉ Dung là cựu phó tổng giám đốc SCB. Các hồ sơ vay này buộc phải được lập theo chỉ đạo của bị cáo Trương Bị Lan. Các bộ phận liên quan đến xét duyệt cấp tín dụng cho khoản vay phải tuân thủ thực hiện. Nếu ai đó không tuân thủ đồng ý cho vay thì có thể sẽ bị thay thế cho nghỉ việc. Luật sư dẫn chứng lời khai của bị cáo trong quá trình điều tra vào năm 2020 khi bị cáo Lê Anh Phương đang làm giám đốc SCB Sài Gòn. Có một số khoản vay được các bị cáo Trần Thị Mỹ Dung và Trương Khánh Hoàng là cựu quyền tổng giám đốc SCB chỉ đạo chi nhánh lập hồ sơ cho vay bị cáo Lê Anh Phương đã có ý kiến không đồng ý với các khoản vay này. Ngay sau đó, bị cáo Bùi Anh Dũng, là cựu chủ tịch Hội đồng Quản trị SCB, gọi bị cáo Lê Anh Phương lên và nói sẽ sắp xếp cho bị cáo Phương qua đơn vị khác. Sau đó, bị cáo Lê Anh Phương nghỉ công tác tại SCB. Luật sư của bị cáo cho rằng điều này thể hiện ý chí chủ quan của bị cáo Phương khi nhận biết những hồ sơ vay vốn sai đã không thực hiện và chấp nhận nghỉ việc. Còn với vai trò chỉ là người làm công ăn lương, Luật sư của bị cáo đề nghị hội đồng xét xử xem xét lại mức án đề nghị 8 đến 9 năm tù đối với bị cáo Lê Anh Phương vì khá nặng. Ngoài ra, liên quan sai phạm của đoàn thanh tra, tổ giám sát của ngân hàng nhà nước tại SCB và lãnh đạo cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng ngân hàng nhà nước, luật sư cũng đã bào chữa cho bị cáo Trần Văn Tuấn, thanh tra viên vụ thanh tra giải quyết khiếu nại tố cáo khối nội chính và kinh tế tổng hợp, vụ 2 thanh tra chính phủ. Theo cáo trạng với vai trò tổ trưởng tổ thanh tra số 4 đợt 1, thành viên tổ 1 đợt 2, Tuấn đã nhận 6.000 đô la Mỹ và 40 triệu đồng từ SCB để không báo cáo đúng, đủ, trung thực, khách quan về các sai phạm của SCB. Viện kiểm sát đề nghị bị cáo Tuấn từ 3 đến 4 năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Tại tòa, luật sư bào chữa cho rằng thân chủ mình chỉ có vai trò thứ yếu làm công ăn lương, không có bị cáo Tuấn thì tội phạm vẫn diễn ra. Tự bào chữa bổ sung, bị cáo Tuấn trình bày hiện nay bị cáo tuổi cao, có mẹ già cao tuổi, mong hội đồng xét xử xem xét tình hình cụ thể để có mức án phù hợp.